Chào các bạn, hôm nay Trang sẽ không làm một cái video về các bước trang điểm nữa. Mà thay vì một cái video dài như vậy thì Trang sẽ làm một cái, có thể là một cái review đi. Bởi vì thời gian qua thì Trang dạy học make up cá nhân rất là nhiều. Và ngày hôm qua thì có dạy một em, làn da của em ấy rất là đẹp. Nhưng tại sao mà khi mà em ấy trang điểm lên ấy, thì cái lớp nền lại còn không đẹp được bằng lúc mà trước khi trang điểm. Nó bị kiểu mốc mốc ấy, gọi là cakey. Thì chính vì vậy mà Trang sẽ làm tổng hợp những cái sản phẩm kem lót ở đây. Trang có, à, không biết các bạn có nhìn thấy không? Đây là những cái kem lót mà ngày hôm nay Trang sẽ review, nói cho các bạn xem là nguyên nhân tại làm sao mà các bạn lại trang điểm cái lớp nền nó không được đẹp, nó không được bóng bóng như kiểu Hàn Quốc. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé. Mình sẽ không nói về vấn đề là da của bạn xấu, là da do bạn không chăm sóc da, mà Trang sẽ nói vấn đề là da đẹp mà make up nên vẫn không đẹp. Có người thì người ta nói là hay là do cái da mặt của em nhiều lông quá nên nó không ăn phấn. Không phải đâu các bạn ạ. Thế thì cái đầu tiên, một là cái sản phẩm kem dưỡng mà các bạn đang dùng nó có vấn đề, thì các bạn sẽ phải xem, một là vấn đề kem dưỡng, và cái thứ hai Trang sẽ nói tập trung chính, đó là kem lót. Vậy thì đầu tiên Trang sẽ nói về những cái kem lót mà có màu các bạn nhé. Và sản phẩm đầu tiên thì Trang sẽ nói đến đó là cái sản phẩm Medial Makeup Pay SPF 30. Cái này của Innisfree. Em này giá của nó rơi vào khoảng trên 300.000. Và đây là một cái sản phẩm đây. Cái này thì nó sẽ có 3 màu các bạn nhé. Thì mình sẽ chia ra, ví dụ những cái kem lót về màu sắc nhảy nó có màu tím này, một cái tuyết màu hồng nữa, và một em màu xanh. Vậy thì cái màu tím này sẽ dành cho những người da có da không đều màu, bị đốm đốm nâu, hoặc nói một cách ngắn gọn là những người da hơi ngăm ngăm một chút thì mình sẽ dùng màu tím. Và màu xanh thì sẽ dùng cho cái da mà nó bị loang loang màu trắng trắng này, nhưng mà nó bị mần đỏ, thì chúng ta sẽ dùng kem lót màu xanh. Vậy thì đấy là những cái kem lót về màu, là nó sẽ làm cân bằng màu sắc trên da các bạn nhé. Nó sẽ giúp cho cái bề mặt da nó được sáng hơn, được đều màu về một tông. Và sau đó thì chúng ta sẽ đánh cushion hay là đánh foundation kem nền. Thì kem nền nó như kiểu là một cái lớp sơn để sơn lên trên bề mặt da thôi. Khi mà chúng ta đi mua, chọn mỹ phẩm thì chúng ta sẽ phải lựa chọn được cái sản phẩm nó phù hợp với da của mình. Và lúc đấy thì make up chắc chắn nó sẽ đẹp hơn. Với em Innisfree này, nó có tác dụng là cân bằng màu sắc trên da này, kiềm dầu cũng khá là tốt, thậm chí còn có cả chỉ số chống nắng nữa. Mà sản phẩm này nó lại khá là rẻ. Sản phẩm tiếp theo Trang muốn nói đấy là sản phẩm của Laneige. Và đây là cái kem lót, nó cũng giống như Innisfree ban nãy, đó là chia theo tông màu sắc để phù hợp với da của mỗi người. Nhưng mà với cái dòng Laneige này thì nó sẽ cao cấp hơn rất là nhiều. Và ở Việt Nam thì cái sản phẩm này nó bán sẽ có giá là hơn 900.000 các bạn ạ. Nhưng mà thật sự khi mà dùng Laneige thì cái chất kem nó rất là mềm, rất là mướt, rất dễ tan, và nó làm cái làn da của mình sáng lên, nó rất là ăn nhập vào da các bạn ạ. Thì cái sản phẩm này thì Trang cũng đã review và có làm một cái video make up rồi, thì Trang sẽ để cái link ở đây nhá, và các bạn sẽ click vào và chúng ta sẽ thử xem cái sản phẩm này khi mà Trang make up lên thì nó như thế nào nhé. Về cái bao bì thì các bạn cũng thấy là với Innisfree thì nó làm rất là đơn giản, cái này nó bằng vỏ nhựa thôi các bạn ạ, rất là nhẹ, tầm 40ml. Nhưng mà với em Laneige thì nó được làm bằng thủy tinh như này, chai thủy tinh. Nhưng mà nó chỉ có 35ml thôi. Nhưng mà tất nhiên là chắc chắn là cái chất kem nó phải khác rồi. Bên này thì cái chất kem thì nó hơi bết bết một chút thôi. Còn bên này thì của Laneige thì nó lỏng hơn rất là nhiều và nó dễ tan hơn. Tất nhiên là với hai cái sản phẩm này thì Trang sẽ thiên về em này rồi. Sản phẩm tiếp theo là kem lót của VDL các bạn ạ. Thì trước tiên thì chúng ta nhìn về cái bao bì thôi thì cái thiết kế của nó rất là đẹp, chai thủy tinh. Và nếu mà nhìn kỹ thì nó sẽ có ánh tím các bạn ạ. Vậy thì những người nào mà thích một cái lớp, một cái làn da nó căng bóng ấy, thì Trang nghĩ các bạn nên lựa chọn cái sản phẩm này của VDL. Vì cái sản phẩm này nó được chiết xuất từ ngọc trai, nên là khi mà đánh cái một cái lớp mỏng này trên da thì nó rất là bóng, căng bóng. Và nó khi mà Trang đọc ấy và Trang dùng thì Trang sẽ thấy là cái độ ẩm của nó giữ rất là lâu các bạn ạ. Thì với những người da mốc thì các bạn có thể tìm hiểu thêm cái sản phẩm này nhé.
Về giá thành thì khi mà Trang check ý, thì Trang thấy là bán sẽ có giá là trên 300k. Vậy thì với một cái sản phẩm chỉ trên 300k như vậy là cũng là một cái giá khá là bình dân, mà cái chất lượng thì lại khá là thích các bạn ạ. Em này thì mùi thơm khá là dịu nhẹ các bạn ạ. Và có một cái đặc điểm nữa là khi mà chúng ta bôi cái sản phẩm này lên mặt ý, thì nó không hề bị bết dính. Và tiếp theo nữa là em này nó rất là bóng nên nó còn được làm highlight trong cái bước make up nữa các bạn nhé. Sản phẩm tiếp theo sẽ là sản phẩm của Hemis. Đây là sản phẩm có tên là Assless Glow Play. Vậy thì khi mà mình đọc cái tên thôi thì mình cũng biết là cái sản phẩm này nó sẽ là sản phẩm căng bóng cho làn da. Vậy thì suốt một thời gian qua thì Trang dùng cái sản phẩm này rất là nhiều, không phải dùng cho bản thân mà dùng cho cả khách hàng nữa. Thì Trang cảm nhận là thứ nhất là cái mùi kem nó rất là dễ chịu và nó có màu trắng, trắng đục như sữa rồi các bạn. Nhưng mà khi mà chúng ta bôi lên da thì cái độ ẩm của nó rất là cao. Và đặc biệt là khi mà mình make up cái bước tiếp theo ấy, thì cái làn da nó sẽ không hề bị mốc một chút nào. Và đây là cái sản phẩm mà Trang cảm thấy thích nhất thời gian qua dùng. Về cái giá thành ấy, khi mà mua thì em này có giá tầm khoảng 450-460 gì đấy. Khi mà cái làn da của các bạn ấy mà nó có vấn đề với mốc, mà khi mà chúng ta đã tìm được một cái sản phẩm mà với cái giá thành như vậy thì Trang nghĩ là các bạn sẽ dễ dàng để các bạn mua thôi. Bởi vì điều quan trọng nhất là khi mà không phải là các bạn cứ dùng những cái sản phẩm đắt tiền ấy, ví dụ như kem nền đắt tiền hoặc là cushion đắt tiền, nhưng mà các bạn đánh lên ấy, thì da các bạn cũng không phải là sẽ được căng mịn mướt đâu, mà thậm chí là nó còn mốc rất là nhiều. Vậy thì có nghĩa là kem dưỡng có vấn đề hoặc là kem lót các bạn phải bổ sung. Vậy thì Trang nghĩ là các bạn nên để ý và quan tâm hơn đến cái bước make up pay này các bạn nhé. Từ nãy đến giờ ấy, thì chúng ta nói về cái vấn đề là da mốc, da khô rất là nhiều. Và bây giờ Trang sẽ tiếp tục đến với những cái làn da đó là da dầu, da lỗ chân lông to. Và đặc biệt là với những người mà lỗ chân lông to thì họ rất là sợ make up các bạn ạ. Vì khi mà make up lên thì các bạn sẽ có cái cảm giác là cái lớp nền nó còn kiểu bị xấu hơn là trước khi là bạn không make up. Vậy thì cái sản phẩm mà dành cho lỗ chân lông to ở đây thì Trang sẽ có hai cái gợi ý dành cho các bạn. Thứ nhất là với cái sản phẩm cao cấp sẽ là của em Benefit. Thì Trang nghĩ cái sản phẩm này các bạn nếu mà xem YouTube các bạn cũng đã biết đến cái em này rồi, bởi vì nó quá là hot rồi. Và cái sản phẩm này thì nó lại khá là mắc. Nếu mà nó về Việt Nam thì nó sẽ phải rơi vào khoảng tầm 700-800 nghìn. Bên cạnh đó thì Trang sẽ giới thiệu cho các bạn với cái sản phẩm nó bình dân hơn, nó có giá là hơn 200 nghìn thôi, nhưng nó là của Innisfree. Các bạn có thể tìm mua cái sản phẩm này các bạn nhé. Trang sẽ để một cái hình ảnh rõ hơn. Đây, em này. Cái bao bì thì nó rất là đơn giản các bạn ạ. Nó chỉ là, cũng là một cái tuýp nhựa thôi. Để Trang thử bóp ra tay nhé. Và Trang sẽ thứ nhất là về cái màu sắc của hai cái kem này thì cái màu của nó kiểu nâu nâu da da giống hệt nhau. Và cái chất kem mà khi mà Trang thoa lên tay thì Trang cũng đang thấy là nó khá là giống nhau các bạn ạ. Còn về cái tính kiềm dầu thì Trang chưa biết được là cái em Innisfree này nó có được bằng với em Benefit ban nãy không, bởi vì Benefit thì Trang dùng quá nhiều rồi. Nhưng với cái sản phẩm này thì thật ra Trang chưa dùng đâu, nhưng mà Trang được tặng ấy, và Trang cũng có đọc review ở trên mạng ấy, thì Trang cũng thử mua về để dùng thử, nhưng mà Trang chưa kịp dùng em này. Thì các bạn nào mà đang có vấn đề về da lỗ chân lông to mà chưa thử em này thì cũng có thể thử mua cái sản phẩm này về dùng xem sao nhé, bởi vì giá thành của nó không hề cao. Trang còn 3 sản phẩm cuối cùng này nữa. Thứ nhất đó là em MAC. Với sản phẩm này thì Trang nghĩ là cũng sẽ có rất nhiều bạn biết đến cái sản phẩm này rồi. Và đây là một cái dòng khá là cao cấp, bởi vì nó đắt lắm, nó rơi khoảng tầm hơn 900k các bạn ạ. Và với cái sản phẩm này thì rất là căng bóng, nhưng điều quan trọng là nó căng bóng nhưng nó lại kiềm dầu rất là tốt. Vậy thì bạn nào mà muốn có được một làn da căng bóng mà lại kiềm dầu cả ngày thì các bạn có thể lựa chọn sản phẩm này nhé. Tiếp theo Trang muốn nói tới đó là sản phẩm Catrix. Sản phẩm này thì Trang dùng rất là lâu rồi, và có một cái video về trang điểm với những cái mỹ phẩm bình dân ấy. Đây, Trang các bạn kích vào cái link này nhé, các bạn có thể xem lại cái sản phẩm này Trang dùng. Thì cái em này bây giờ nó bán tràn lan ở trên mạng rất là nhiều, và nó cũng là một cái sản phẩm căng bóng cho làn da, nhưng mà
cái độ kiềm dầu thì tất nhiên là nó sẽ không thể nào bằng được cái thằng MAC rồi, hoặc là không bằng được với cái như cái thằng VDR mà Trang nói này. Em này rất rất là bình dân nên là giá của nó rẻ, nhưng mà nó rất là bóng, và cái bóng của nó là bóng màu hồng các bạn nhé. Vậy thì với những bạn như học sinh, sinh viên, nếu như mà không có đủ chi phí để mua những cái sản phẩm đắt tiền thì các bạn có thể lựa chọn em này. À, và cuối cùng Trang muốn giới thiệu với các bạn đó là em Glow Fast Beam. Em này của G9 Skin. Thì cái sản phẩm này thì Trang mới mua, thì Trang có thấy trên mạng là nó sẽ có hai màu, cái bao bì một cái màu trắng như này và một cái bao bì nó vào màu hơi hồng hồng hay sao ấy các bạn, hay là màu vàng ấy. Nhưng mà Trang nhớ là nó có hai màu, nhưng mà Trang lựa chọn cái thằng này để cho nó dễ dùng. Bởi vì nhiều khi là những cái sản phẩm mà Trang mua không phải là bản thân Trang dùng, mà Trang còn make up cho khách nữa. Chính vì vậy em này khi mà Trang test thì Trang thấy là nó cũng có độ bóng và nó chỉ hơi ánh ánh thôi, nó không bóng nhiều như thằng VDL hay là thằng Catrix và thằng MAC ban nãy, mà nó chỉ bóng nhẹ lấp lánh, hơi nhu nhũ một tí ở trên da thôi. Và nhưng mà khi mà mình bôi lên ý, thì nó cũng không bị bết dính đâu, nó khô rất là nhanh. Vậy thì cái tổng hợp ở cái video này thì Trang muốn nói là gì? Thứ nhất là các bạn có cái khái niệm về dùng kem lót rất là ít, các bạn gần như là bỏ qua cái bước này, thì đây là một cái sai lầm rất là nghiêm trọng các bạn nhé. Các bạn muốn có được một làn da khi mà make up lên ý, nó mướt, nó thật là đẹp và căng bóng thì bắt buộc các bạn phải dùng đến kem lót. Vậy là các bạn thấy là chỉ sơ sơ thôi, thì nãy giờ Trang phải có đến hơn, chưa kể những cái sản phẩm khác nhá. Có nghĩa cái thùng này ban nãy Trang nói là nó cũng có tầm khoảng gần chục cái sản phẩm kem lót rồi đấy. Đấy là những cái kiến thức mà Trang biết và Trang muốn chia sẻ với các bạn. Và chúc các bạn là sẽ có được một cái lớp make up, lớp nền thật là trong trẻo, trong veo giống như những sinh viên Hàn Quốc. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.